Thông tin tiểu sử cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu, sinh ngày 19 tháng 4 năm 1999, tại Hồng Minh, Hưng Hà, Thái Bình, là một cầu thủ bóng đá Việt Nam trưởng thành tại lò đào tạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Hiện anh cũng đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, tên trước đây là Hà Nội TNT, ở vị trí hậu vệ. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017. Đoàn Văn Hậu có quê ở Thái Bình. Gia đình anh không ai theo con đường thể thao chuyên nghiệp. Được sự đồng ý của gia đình, Văn Hậu gia nhập lò đào tạo Hà Nội TNT vào năm 11 tuổi. Anh trở thành học trò của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tại đội trẻ Hà Nội TNT. Năm 13 tuổi Đoàn Văn Hậu trúng tuyển vào U15 Hà Nội TNT. Anh được huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đánh giá là cầu thủ chơi tốt cả ở vị trí hậu vệ và tiền vệ, chơi chân trái rất tốt và có khả năng tung ra những cú sút xa uy lực và chính xác. Đoàn Văn Hậu đã cùng đội trẻ Hà Nội TNT giành chức vô địch U19 quốc gia vào các năm 2016, 2017 và vô địch giải U21 quốc gia năm 2016. Năm 2017, Đoàn Văn Hậu được câu lạc bộ Hà Nội đôn lên đội 1 khi mới 18 tuổi. Trận đấu đầu tiên của anh cùng Hà Nội FC là trận đấu khởi đầu của đội bóng thủ đô trong chiến dịch AFC Champions League 2017 bằng trận sơ loại với câu lạc bộ Kitchi. Đoàn Văn Hậu thi đấu trận đầu tiên tại giải vô địch quốc gia V-League ở vòng 14 và lập kỷ lục trở thành cầu thủ trẻ nhất của Hà Nội FC thi đấu tại V-League khi mới 18 tuổi, 2 tháng 7 ngày. Được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn triệu tập vào đội tuyển U19 Việt Nam để tham dự giải U19 Đông Nam Á năm 2016. Trong trận gặp U19 Malaysia, Văn Hậu ghi bàn bằng pha đánh đầu đẹp mắt giúp đội nhà lọt vào bán kết trong chiến thắng 3-1 của U19 Việt Nam. Đoàn Văn Hậu tiếp tục được triệu tập vào đội U19 Việt Nam để thi đấu vòng chung kết U19 châu Á 2016. Chính tại giải này, anh đã ghi bàn thắng để đời vào lưới U19 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bằng cú dứt điểm ở khoảng cách 25m giúp đội tuyển U19 Việt Nam có chiến thắng quan trọng. Sau trận đấu với Triều Tiên, Văn Hậu bắt đầu được người hâm mộ để ý. Anh được Liên đoàn bóng đá châu Á vinh danh là một trong 8 cầu thủ đáng xem nhất vòng knock-out giải U19 châu Á. Văn Hậu tiếp tục có màn trình diễn chói sáng tại hàng thủ trong các trận còn lại giúp U19 Việt Nam đi đến bán kết giải đấu cấp châu lục và lần đầu dự U20 World Cup. Với sự đóng góp tại giải U19 châu Á, Đoàn Văn Hậu là một trong những nhân tố chủ lực của đội tuyển U20 Việt Nam tại World Cup U20 năm 2017. Anh và các đồng đội lại một lần nữa làm nên lịch sử khi U20 Việt Nam trở thành đội tuyển thuộc khu vực Đông Nam Á đầu tiên có điểm tại vòng chung kết U20 World Cup. Đoàn Văn Hậu được kênh thể thao Fox Sports bình chọn là 11 cầu thủ châu Á tiêu biểu ở FIFA U20 World Cup 2017. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói gì về Văn Hậu? Đoàn Văn Hậu là sản phẩm của sự chăm chỉ tập luyện. Đặc biệt, dù mới 18 tuổi nhưng tâm lý của cậu ấy rất chững chạc. Nó vượt ngưỡng của các cầu thủ trẻ ở mình. Không có gì xảy đến tự nhiên cả. Những tình huống sút xa đó được Văn Hậu thường xuyên thể hiện trong tập luyện cũng như thi đấu. Cái chính là mỗi khi bước vào trận đấu, cậu ấy dám tự tin dứt điểm trên nền tảng của sự tập luyện trong cả quá trình dài, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Những điều thú vị về Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu sinh ngày 19 tháng 4 năm 1999 tại quê lúa Thái Bình, trong một gia đình không có ai theo nghiệp thể thao, thậm chí bố mẹ Hậu từng phản đối anh theo con đường cầu thủ chuyên nghiệp. Hậu được bạn bè và đồng đội đánh giá là con người khiêm tốn, hiền lành và khá kiệm lời. Anh đến với lò đào tạo của Hà Nội FC từ năm 11 tuổi. Hậu cao 1m82 và sở trường là vị trí hậu vệ. Văn Hậu thần tượng tiền vệ, sóc nhỏ, thành lương và ước mơ lớn nhất của anh là thấp lại cho giống với thần tượng của mình. Văn Hậu là nhà vô địch về sức bền trong đội hình U20 Việt Nam. Đoàn Văn Hậu được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn triệu tập vào đội tuyển U19 Việt Nam để tham dự giải U19 Đông Nam Á năm 2016.
Trong trận gặp U19 Malaysia, Văn Hậu ghi bàn bằng pha đánh đầu đẹp mắt giúp đội nhà lọt vào bán kết trong chiến thắng 3-1 của U19 Việt Nam. Trong trận ra quân của U19 Việt Nam tại vòng chung kết U19 châu Á 2016, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn gặp đối thủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ở phút 89, khi tỷ số đang là 1-1, ở khoảng cách 25m, Văn Hậu đã tung cú sút cực mạnh bằng chân trái, bóng bay thẳng vào khung thành đối phương. Bàn thắng đẹp này đã giúp Việt Nam có chiến thắng 2-1 quý hơn vàng, khởi đầu suôn sẻ tại giải đấu. Ngay sau đó, trang web của Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, đã có bài viết ca ngợi Văn Hậu, họ dùng từ ngôi sao tuổi 17 để gọi Văn Hậu và bình chọn anh sẽ là một trong 8 ngôi sao đáng xem ở vòng knockout tại giải đấu. Hồi tháng 2 năm 2017, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tiết lộ Văn Hậu được câu lạc bộ Fortuna Düsseldorf đang thi đấu tại giải hạng nhì Đức để ý. Năm 2017, Đoàn Văn Hậu được câu lạc bộ Hà Nội đôn lên đội 1 khi mới 18 tuổi. Đoàn Văn Hậu lập kỷ lục trở thành cầu thủ trẻ nhất của Hà Nội FC thi đấu tại V-League khi mới 18 tuổi, 2 tháng 7 ngày. Với sự đóng góp tại giải U19 châu Á, Đoàn Văn Hậu là một trong những nhân tố chủ lực của đội tuyển U20 Việt Nam tại World Cup U20 năm 2017. Anh và các đồng đội lại một lần nữa làm nên lịch sử khi U20 Việt Nam trở thành đội tuyển thuộc khu vực Đông Nam Á đầu tiên có điểm tại vòng chung kết U20 World Cup. Đoàn Văn Hậu được kênh thể thao Fox Sports bình chọn là 11 cầu thủ châu Á tiêu biểu ở FIFA U20 World Cup 2017. Thông tin nam cầu thủ có người yêu từng khiến dân mạng xôn xao. Bạn gái của Đoàn Văn Hậu là Nguyễn Hoàng Anh, 20 tuổi, quê Thái Bình. Mới đây, trong ngày sinh nhật của Hoàng Anh, 19 tháng 12, đôi trẻ và hội bạn thân đã đi chơi, tổ chức tiệc cùng nhau. Ngày 19 tháng 4, Đoàn Văn Hậu cũng đón sinh nhật của mình với Hoàng Anh. Nam cầu thủ còn đăng ảnh thân mật của hai người trên trang cá nhân để công khai bạn gái. Trước đó, trong hầu hết ảnh chụp cùng bạn bè, Văn Hậu Hoàng Anh luôn ở cạnh nhau như hình với bóng và còn có những cử chỉ tình cảm dành cho đối phương. Trong nhiều trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018, Hoàng Anh thường xuyên có mặt tại sân vận động để xem và cổ vũ trực tiếp. Vào ngày xả trại sau trận đấu với đội tuyển Campuchia, Văn Hậu cũng tranh thủ thời gian nghỉ ngắn ngủi để gặp bạn gái. Văn Hậu Hoàng Anh nhận được nhiều lời khen và chúc mừng từ dân mạng. Đôi trẻ chênh nhau gần 30cm nhưng trông vẫn xứng đôi khi ở cạnh nhau. Bạn gái Văn Hậu được khen xinh xắn khi có đôi mắt sáng, gương mặt trái xoan. Cô gây ấn tượng bởi nụ cười tươi tắn, dễ thương. 9X có dáng người nhỏ nhắn và gu ăn mặc trẻ trung. Hiện Hoàng Anh cũng nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng khi trang cá nhân của cô có hơn 40.000 người theo dõi. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để có nhiều video mới.